Có rất đông các phóng viên đã có mặt tại sân bay Nội Bài từ sáng sớm để đón tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Philippe Chuzier. Theo dự kiến, chuyến bay chở chiến lược gia người Pháp hạ cánh lúc 6 giờ 50 phút. Tuy nhiên, mọi thứ đã diễn ra sớm hơn kế hoạch khoảng nửa giờ đồng hồ. Dù đã từng có 2 năm làm việc tại Việt Nam, tuy nhiên ở lần trở lại này, ông Philippe Chuzier nhận được sự quan tâm đặc biệt và đương nhiên là áp lực cũng lớn hơn trước rất nhiều. Tôi hạnh phúc khi trở lại Việt Nam lần này. Đây là đất nước mà tôi đã biết đến từ trước và đương nhiên là tôi yêu đất nước của các bạn. Tôi tự hào khi được trở thành huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam. Đây là một niềm vinh hạnh rất lớn. Tôi có rất nhiều nhiệm vụ trong tương lai và giờ tôi đã sẵn sàng cho điều đó. Tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng trong lần trở lại này. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Theo kế hoạch thì sáng mai 27 tháng 2, VFF sẽ tổ chức buổi lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Với kinh nghiệm từng dẫn dắt 7 đội tuyển quốc gia trong quá khứ, cùng 2 lần dự vòng chung kết World Cup, mục tiêu của ông Chuzier sẽ là nâng tầm bóng đá Việt Nam sau quãng thời gian thành công cùng huấn luyện viên Park Hang-seo.